Hey, mọi người, chờ xíu, để lấy cái gối này đau lưng quá. Mệt bóp quá, giờ cả tuổi tác rồi. Ok, vô. Hey, mọi người, đến với kênh Nhật Trí Number Phương TV. Lại là Hào ở đây. Và hôm nay thì quay trở lại với cái series đó là Q&A ha. Thì Hào sẽ trả lời câu hỏi và cũng như là react đối với một vài cái comment ở trên kênh YouTube của Number Phương TV. Nên tới câu chuyện thôi. Let's go. Ok, và bây giờ hôm nay thì Hào đã có lọc ra một vài cái comment rồi, nhưng mà lọc sơ thôi chứ chưa có đọc kỹ lắm ha. Thì bây giờ đến với comment đầu tiên, bạn Lộc Nguyễn Trọng hỏi là, chắc là tên Lộc ha, bạn Trọng Lộc hỏi là: chào anh, em mới bắt đầu dùng nước hoa, em có Dior Sauvage và là giò trắng rồi, thì bây giờ thêm chai nào ổn nhỉ? Vì bây giờ nếu mà Lộc đã có Dior Sauvage và là giò trắng thì hai cái mùi nó sẽ khá là gọi là mùi fresh, mùi đa dụng, có thể sử dụng bất cứ đâu á. Thì anh nghĩ Lộc nếu mà gu mà mới bắt đầu sử dụng nước hoa có thể thêm vào những chai như là The One hoặc là Jazz Club, nếu mà Lộc thích những cái tông mùi nó sẽ hơi lịch lãm hơn, nó ấm, trầm ấm hơn một tí để có thể diện đồ lên đi chơi hoặc là đi dự những cái gọi là cái event, cái sự kiện mà nó quan trọng hơn một tí nè. Hoặc là đó, thì anh nghĩ là em đang thiếu những cái mùi hương ấm, chứ còn mùi mát thì có hai chai đó là anh nghĩ là đủ rồi. Nếu mà muốn thêm mùi mát thì có thể mình dùng thêm những cái chai như là Versace Eros, nó có thể hơi nồng một tí nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái vibe, nếu mà bạn thích cái mùi kiểu như chơi bời một tí ha. Hoặc là cái mùi nhẹ hơn đó là Salvatore Ferragamo phiên bản EDT Pour On, thì chai đó cũng khá là giống với là Eros nhưng mà mùi tươi hơn ha. Ví dụ mình xịt nước hoa lên da mà mặc áo khoác thì mùi hương có tỏa được hay không? Cá nhân họ thấy thì nếu mà xịt lên da rồi mà sau đó mặc áo khoác thì nó vẫn tỏa mùi được, nhưng mà chắc chắn nó sẽ tỏa kém hơn so với việc không mặc áo khoác ha. Bởi vì xịt lên da thì phần nào đó cái nước hoa nó cũng sẽ thấm lên cái, nó cũng sẽ khi mà mới xịt và mặc lên liền thì nó sẽ có thấm vào một chút cái quần áo, cái vải của cái áo khoác, cho nên nó vẫn tỏa mùi ra. Nhưng mà tốt nhất nếu mà bạn mặc áo khoác thì Hào suggest là nên xịt thêm một hai shot nào đó để cho nó tỏa mùi tốt hơn ha. Đặc biệt là đối với những cái mùi quá nhẹ như là giò trắng chẳng hạn thì nó sẽ mau xuống mùi, mà nó còn mau, nó tỏa không quá mạnh nữa, cho nên là nên xịt thêm tầm khoảng 1 đến 2 shot thì sẽ tốt hơn. Comment tiếp theo: bỏ cái vụ hê 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 đi má. Ủa, là sao? Mắc tức ghê. Tiếp theo, chai này so với Jazz Club thì sao? Hình như bạn này comment ở trong cái clip của Hào, đó là Replica Autumn Vibes. Thì hai chai thật sự mùi hương nó cũng khác nhau khá là nhiều á. Giữa Jazz Club và Autumn Vibes thì Hào không biết là cái gu của bạn nó như thế nào, nhưng mà Hào nghĩ Jazz Club thì đương nhiên nó vẫn khá là nịnh mũi hơn. Nó có tông mùi đó là rượu nè, thuốc lá và lại là mùi gỗ, vani. Mùi nó sẽ khá là ngọt và cực kỳ nịnh mũi, và Hào nghĩ ai ngửi vào cũng sẽ rất là thích. Còn Autumn Vibe thì nó cũng gọi là một phần là nó nịnh mũi nhưng mà nó không nịnh mũi bằng Jazz Club. Và là cái mùi gỗ nó sẽ bị khô hơn và nó hơi giống với lại Central 33, nhưng mà nó sẽ mượt mà hơn, cho nên Hào nghĩ Jazz Club thì vẫn như là một cái sự lựa chọn an toàn hơn. Nhưng còn nếu mà Autumn Vibe thì bạn vẫn nên thử mùi trước khi mua. Câu hỏi của bạn chú hả? Chú bé nghịch ngợm. Ok. Mình thấy mọi người bảo Versace Pour On giống với là Allure Homme Sport và Mission New Wave. Hào đánh giá mùi hương mấy em này ra sao và nên chọn mùi nào để dùng hàng ngày nhỉ? Ba chai này hả? Thật ra là từ trước tới giờ Hào cũng có review nhiều lần với cái chai Versace Pour On với lại Chanel Allure Homme Sport. Đó là hai chai này khá là giống nhau, nhưng mà điểm khác biệt đó là về, thứ nhất là về giá nè, thì chắc chắn con Versace Pour On nó sẽ học sinh sinh viên hơn so với Chanel. Chanel thì không nói gì nữa ha, cái mảng nên nói chung là luôn luôn là nằm ở trên một cái mức giá khá là cao đối với Hào. Và ngoài ra đó là cái bản Allure Homme Sport này sẽ có một cái gì đó hơi ngày ngày, nói chung là hơi gọi là creamy hơn một tí so với Versace Pour On. Còn Versace Pour On thì nó sẽ airy, nó thoáng hơn và nó fresh hơn để có thể sử dụng được hàng ngày luôn. Còn cái bản Mission Wave thì Hào thấy nó cũng giống, rất là giống, gần như là 90% giống với là Versace Pour On, nhưng mà nó sẽ có một cái nét ngọt nào đó, nó sẽ đậm hơn, cảm giác nó sẽ đậm hơn con Versace Pour On. Cho nên cái này thật sự Hào cũng không biết nói sao, nhưng mà nếu mà cho Hào lựa để mà đánh giá tất cả mọi thứ á, thì có lẽ Hào sẽ lựa con Versace Pour On. Tại do là nói về giá thì giá như hồi đó nói thôi, nó sẽ rẻ hơn Chanel. Hào muốn, đương nhiên muốn tiết kiệm, thì đối với một cái ADN mùi hương đó nó cũng không phải là quá nổi trội, quá đặc sắc gì lắm. Cho nên Hào nếu mà mua cái giá mà tầm của Chanel mà 3 triệu mấy hoặc là gần 3 triệu thì thôi, Hào thấy hơi phí. Nên để giá để mua vào Versace Pour On nè, thứ nhất là packaging chai cũng đẹp, nhìn nó sang hơn Mission Wave. Và thứ hai là độ bám tỏa con nó lên da Hào cũng khá là tốt. Mặc dù nhiều người nói là con nó bám tỏa không ổn lắm, nhưng mà đối với Hào lên da nó bám tỏa tốt nè, bỏ tỏa mùi xa, bán mùi lưu mùi tạm ổn, nói chung tầm 4-5 tiếng, cho nên Hào sẽ vote một vote cho Versace Pour On nha. Ok, và bây giờ Hào còn một comment cuối cùng ha. Thì bạn này comment là: con gái nên dùng hiệu Lanvin
hay Narciso để thể hiện đúng phong thái phụ nữ nhẹ nhàng, mềm mại, nữ tính. Chứ mấy chai scandal Google rõ chán, chả ra gì. Chả ra gì là sao? Hà thấy, nói chung là đọc sơ qua là Hà sẽ không, Hà chấp nhận luôn đó là Hà không đồng ý với lại cái comment của bạn ha. Mà bạn này hình như là bạn tên Vi thì phải. Bạn Vi thì chắc là nữ rồi ha. Mà bạn, đó là bạn, đối với Hà thì Hà nghĩ là những ai mà fan nước hoa của nhà show Bogotia như là Scandal hoặc là Carolina Herrera, Good Girl sẽ không thích cái comment này lắm. Bởi vì cá nhân Hà cũng thấy nó hơi phím diện một tí, nó hơi bị chủ quan á. Đó là gu của mỗi người sẽ khá là khác nhau. Bạn có thể bạn không thích mùa Scandal mà là Good Girl thì bạn có thể không thích thì bạn, nhưng mà bạn cũng đừng có chê, bởi vì có người khác người ta xài mà, đúng không? Với lại thứ hai á là Hào vẫn luôn khuyến khích mọi người, đó là dùng, bạn có thể dùng một mùa signature cũng được, nhưng mà vẫn nên nó thủ cho mình tầm khoảng 3 đến 4 chai nước hoa hoặc là 5 chai nước hoa, bởi vì mỗi chai nước hoa này sẽ thể hiện một cái tính cách và một cái thần sắc, thần thái khác nhau, và nó có thể sử dụng cho nhiều dịp khác nhau. Giống như Narciso á thì Hào nghĩ nó là một cái mùa hương chắc chắn là nữ tính nè, nhẹ nhàng và nói chung là mềm mại, nhưng mà cá nhân họ thấy sử dụng đi những cái dịp gọi là đi chơi, đi bar, đi tiệc búp chẳng hạn thì nó sẽ không phù hợp cho lắm, nó hơi gọi là hơi hiền á. Còn đối với cái mùa Scandal, Good Girl thì chắc chắn nó sẽ hợp với những cái vibe như vậy, cho nên mỗi mùa hương nên được sinh ra giống như là dành cho những cái dịp khác nhau, cho nên bạn đừng nên đánh giá như vậy ha. Hà nghĩ là như vậy. Ok, và vừa rồi là những cái comment mà mọi người đã để lại trong thời gian qua ở trên kênh Một Phương TV ha. Và Hào hy vọng đó là những câu trả lời của Hào cũng sẽ phần nào giải đáp được thắc mắc của mọi người. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Một Phương TV để được đón xem những video lần sau. Và đây là Hào Gaga. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.